Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn. Và ngày hôm nay thì Tuấn xin mời một cái người anh mà đã từng làm YouTube với Tuấn cách đây 9 năm. Và hôm nay lần đầu tiên anh xuất hiện lại, cũng rất là nhiều cái sự e ngại, nhưng mà cũng rất là dũng cảm để ngày hôm nay có mặt ở đây. Xin chào anh Tuấn Anh, phụ trách marketing của ATA. Rồi, ok, chào anh Tuấn. Ngày hôm nay thì em muốn hỏi anh một số cái câu hỏi nó liên quan tới cái việc mà làm marketing cho bất động sản. Thì hiện nay là cái xu hướng của nó là hầu như các chị môi giới đều đi review bất động sản để mà đưa lên YouTube, TikTok để mà giới thiệu đến khách hàng. Vậy thì với là một cái người là đã phụ trách mảng marketing cho bất động sản và yêu thích cái mảng truyền thông marketing thì anh nghĩ gì? Và hiện nay thì nên làm gì để mà nó có những cái sự độc đáo, hiệu quả hay là nó cá nhân hóa? Xin mời anh chia sẻ. Rồi, thứ nhất cảm ơn Tuấn. Thứ nhất là người ta nói là một cái hình ảnh á là hơn cả 1000 cái lời nói. Thì cái ngày xưa là làm marketing thì hay là viết rồi đưa cái hình lên, nhưng mà cái viết thì ngày xưa người ta thích đọc thôi. Bây giờ thì khi mà đưa cái hình lên thì nó một cái hình nó có thể diễn tả được cả cái thông điệp của 1000 lời nói. Tuy nhiên một cái video khi mình xuất hiện ngắn ngủi thôi, dù là 30 giây, dù 1 phút, nhưng cái điều đó nó còn mang cái thông điệp nó cũng mạnh hơn cả một cái hình ảnh nữa. Cho nên đó là lý do mà thời đại này thì mình phải tận dụng cái video marketing. Tại vì cái video khi mình xuất hiện càng lúc con người càng cần đến cái sự thật. Và cái sự thật nó không có nằm ở nơi sản phẩm không mà thôi, mà nó còn nằm nơi cái người bán nữa. Thì đưa bạn ra một sân banh cho bạn đá, cho bạn lên trước ống kính, bạn nói thì bao nhiêu bạn giấu cái gì, bạn diễn cỡ nào thì bạn cũng không giấu được cái cảm xúc hay là giấu được cái tính cách gì của mình. Cho nên là khi mà mình giới thiệu một cái sản phẩm nào đó, dù là thấp cấp hoặc là cao cấp như là bất động sản, thì cái việc mà video hóa là cái việc mà cách mà mình kết nối nhanh chóng nhất đối với con người của mình, đối với cái những người mà đang xem. Và cái xu thế marketing trong cái thời đại này thì hầu như bây giờ, tại sao các cái nền tảng như là TikTok, là Facebook, YouTube nó liên tục cải tiến và hầu như là nó đấu với nhau để cuối cùng là nó đưa cái người dùng và đưa cả người bán và đưa cả người mua vô một cái cuộc chơi gọi là trần trụi với nhau để có thể là giao tiếp, nói chuyện với nhau, để lắng nghe được nhau, chứ không phải là qua những cái con kiểu hình ảnh nữa. Cho nên thời đại này thì cái video rất quan trọng. Ok, cảm ơn anh. Một xíu quay về cái câu chuyện, cái chuyên môn của anh đi. Tôi biết anh từ thời những năm 2011, lúc đó anh đang làm về dịch thuật, viết lách và chuyên làm những cái bài content, marketing. Thế thì qua những cái năm tháng mười mấy năm thì cái sự phát triển của cái lĩnh vực marketing nói chung và cái việc video marketing nói riêng tới bây giờ, thì anh thấy rằng là cái nghề của mình hoặc là cái chuyên môn của mình, hồi xưa anh mới vừa nói thì đó là hồi xưa là mình mọi người là viết để đọc, và Tuấn là một trong những người rất là thích những bài viết của anh. Vậy thì anh nếu mà đánh giá lại tới bây giờ là những cái bài mà anh viết cho tới bây giờ, anh đang bắt đầu cũng đã làm kênh trên TikTok, thì anh thấy rằng cái việc nó thay đổi nó như thế nào, và đặc biệt với cá nhân anh thì là một người yêu thích marketing, thì anh có thể là phân tích một xíu để góc nhìn của mình cho chính cái chuyên môn, cái công việc của mình, để cho mọi người có thể là cùng lắng nghe. Rồi, thì cá nhân của mình là mình rất là thích viết, và hồi xưa giờ cái đầu của mình thì khi mà nói tới việc mà làm content hay marketing thì cái thế mạnh của mình là viết, tại vì xuất thân từ dịch thuật mà. Thì thành ra gọi là rất là mê viết đấy. Và thật ra là mình cũng biết là cái việc làm video nó cũng rất là quan trọng, cho nên lý do 8-9 năm trước gì đó cũng đã từng làm cái video chung với anh Tuấn. Nhưng mà rồi những năm sau thì mình thật ra mình cảm thấy là, thứ nhất mình không tự tin về cái việc mà, và mình nghĩ bây giờ cũng rất là nhiều người không có tự tin cái việc mà phải xuất hiện với ông kính, ngay cả bản thân của mình ngày hôm nay cũng lâu lắm rồi mới ngồi lại ở một cái không gian mà nó có vẻ là nó studio như thế này, thì cũng cảm giác rất là ngại, mà nói nó cũng không có được suôn khi mà ngồi rất là tự nhiên kia kiểu vậy. Nhưng mà mình thấy rằng, tức là bây giờ cái việc mà làm content bằng cái viết lách như bản thân mình thấy bây giờ chính bản thân mình cũng phải thay đổi rồi. Hầu như bây giờ không ai đọc nữa. Và những cái bài viết trên Facebook của mình ngày xưa người ta đọc nhiều, chứ bây giờ hồi có lên ta coi thì cái lượt view có thể là nó cao hơn. Nhưng còn bây giờ một Facebook mình viết lên, dù cái nội dung có hay tới mấy, người ta lười đọc rồi, người ta cũng thả dài ba cái mấy chục like thôi. Nó không mình thấy rõ nhất là mình chưa bán gì hết, nhưng mà kể cả khi chia sẻ cuộc sống vậy, lên một bài mà viết chữ nhiều quá người ta cũng không đọc. Nhưng mà khi cái kênh mình làm lên, có thể là mình nói 5-7 phút gì đó nhưng mà đúng cái chủ đề, thì người ta thấy cái sự tương tác nó rõ ràng hơn, người ta được nghe giọng mình, người ta được thấy cái cách biểu đạt của mình, cái cảm xúc của mình, thì người ta sẽ dễ cái kết nối hơn.
Thì đó là cá nhân của mình, cho nên là bây giờ mình cũng bớt viết lại và mình cũng bắt đầu sẽ tăng cường nhiều hơn trong cái video marketing. À, cảm ơn anh. À, cái chỗ này thì tôi muốn hỏi sâu thêm một xíu, đó là cái việc bây giờ anh sẽ bớt viết lại và chắc có lẽ là anh sẽ video nhiều hơn. Thế thì anh có cảm thấy rằng là trong những cái năm qua là hơi tiếc là lẽ ra cái thời điểm trước là mình phải viết nhiều hơn để bây giờ là mình làm video và nó ngày càng nhiều hơn để nó đúng cái xu hướng theo cái trào lưu bây giờ, thì để mà mình có thể là có một cái thương hiệu cá nhân nào đó trong cái mảng truyền thông marketing, hay là mình có thể từ bây giờ ngay lúc này thì anh đã có, thay vì ngồi đây anh em mình làm video với nhau, có thể ngay lúc này có vài chục người xem hoặc là mấy trăm người xem, nhưng mà biết đâu anh mà anh làm mạnh viết thời điểm đó, anh mạnh làm video trước thì anh có thể là có vài ngàn người và anh có thể hỗ trợ thêm một số người nào đó đi đúng theo cái cách mà anh làm video mà. Đúng rồi, thì nói thẳng ra là cá nhân của mình cũng hơi cố thủ, bảo thủ chút xíu là tại vì mình thích viết lách quá, đúng không? Mình vẫn biết cái tác dụng của video, nhưng mà như hồi nãy nói là cũng thiếu tự tin đồ này nọ kia, thôi cứ là cố gắng là làm sao để viết bài, làm content theo cái kiểu hình thức viết cho nó hay thôi. Mà đúng là bây giờ mình cũng cảm thấy là có một cái phần là nó hối hận bởi vì mình đi chậm. Tuy nhiên thì cũng thấy là không có lúc nào mà mình khởi đầu lại mà nó muộn hết. Cách tốt nhất là trồng một cái cây 20 năm trước, còn bây giờ là cái thời điểm tốt thứ nhì, là bắt đầu từ bây giờ. Thì mình nghĩ rằng ok, trong cái thời đại này thì mình chậm một chút xíu, nhưng mà khi mà mình chậm thì mình phải có một cái hướng làm sao để nó gọi là sao, nó nhanh hơn, nó nổi bật tốt hơn. Chứ còn nếu mà mình xuất phát chậm mà mình còn đi chậm nữa thì nói chung là mình cũng không biết bao giờ mình mới là tiếp cận được với các cái đối tượng khách hàng của mình. À, rất đồng ý quan điểm đó của anh, có nghĩa rằng là chậm còn hơn không. Và vậy thì cái giai đoạn này khi mà anh đã thấy rằng là mình nên làm video thì đâu là cái sự độc đáo, đâu là cái sự biệt giữa anh với là những cái người làm video ngoài kia, có thể là trong cái câu chuyện chia sẻ cho một nhóm người mà người ta yêu thích video, hoặc là anh có thể hỗ trợ những cái đội ngũ mà làm bóp sản của anh. Bởi vì hiện nay là chúng ta cứ mở YouTube lên là thấy đầy, mở TikTok lên là thấy rất là nhiều người. Vậy đâu là những cái đường hướng, những con đường mà anh đang chọn đi để nó có sự khác biệt với mọi người ạ? Thì thường là trong marketing thì nó có ít nhất là hai cái hướng đi. Thứ nhất là marketing để phục vụ cho cái bán hàng, để làm truyền thông cho cái việc bán hàng, thậm chí là viết content hay là làm video clip để mà mục đích là bán hàng, như là livestream để bán hàng. Còn cái hướng thứ hai là cái hướng là xây dựng nhãn hiệu. Thì cái con đường mà xây dựng nhãn hiệu thì nó là cái thứ mà thật ra mọi người đều nói nhưng mà rất ít người theo đuổi theo đúng cái nghĩa bài bản. Không phải là mình mở là một cái kênh rồi bắt đầu cái mình nói dài ba điều về mình, xong cái bắt đầu mình tống vô các cái sản phẩm, các dịch vụ gì mình bán, rồi bắt đầu khi mà mình tiếp cận được nhiều khách hàng, ai người ta hỏi mua, người ta comment tầm đồ vô, thì mình cứ tưởng là cái nhãn hiệu của mình nó được lên, nhưng mà nó không có được định hướng rõ ràng. Tức là nó để cho cái quá trình mà bán sản phẩm dần dần nó làm cho người ta biết đến mình một cách gọi là tự phát thôi. Còn nếu mà cái hướng làm video marketing thứ hai, xây kênh, là chú trọng tới cái việc là mình định vị, định hướng ngay từ đầu để mình xây dựng cái nhãn hiệu của mình, chưa biết là mình bán cái sản phẩm gì về sau, nhưng mà biết là có tôi như vậy, con người của tôi như vậy, tôi có những cái tính cách, tôi có những cái tài năng, tôi có những cái cá tính, có những cái thế mạnh như vậy, và tôi đang tìm một cái cộng đồng nó phù hợp với tôi để tôi chia sẻ, gọi là cùng đồng cảm với nhau, cùng chia sẻ về những cái giá trị sống với nhau. Đó là cái hướng mà mình làm thương hiệu trước khi mà mình tung ra bất kỳ cái sản phẩm nào đó. Thì nó có cái hướng như vậy. Thì cái hướng mà xây dựng nhãn hiệu trong thời đại này nó cực kỳ quan trọng, bởi vì hầu như là bây giờ khi mà ngày xưa là 100 người bán, vạn người mua, thì bây giờ là cả vạn người bán mà cái số người mua nó ít lại, thì việc đó đồng nghĩa với việc là nếu mà mình không có đưa cái thương hiệu mình ra, mình không làm cái nhãn hiệu mình trước, mà vội tung ra cái sản phẩm, thì con đường đó nó chỉ là, nếu mà trúng được thì nó chỉ là hên xui, ăn sổi ở thì thôi. Và ít người làm được cái hướng về xây dựng nhãn hiệu. Và mình á, thì cá nhân của mình trong cái việc xây dựng nhãn hiệu thì nó còn theo đuổi một cái gọi là cái trường phái, cái kiểu mà mình hay dùng cái từ gọi là dị biệt. Dị biệt thì nhiều người ta nghe nó là giống như là dị nhân hay là quái dị, cố làm những cái điều quái gở thì gọi là dị biệt. Nhưng mà không, cái từ dị biệt mình định nghĩa ở cái góc độ, nếu mà dùng ba cái chữ để có thể hiểu về cái sự dị biệt, vì mỗi cái người sinh ra cái vân tay, cái móng mắt là nó đã không giống nhau rồi, đó là chính là cái sự dị biệt. Nó dị biệt đó thì nó mang cái tính cách gọi là original, tức là nguyên bản. Chúng ta hay nói là làm sao để xây dựng cái con người của mình theo cái hướng là phiên bản tốt nhất của chính mình, rồi bắt chước copy người này người kia.
hay là trong NLP hay nói là modeling, lấy cái mẫu này lấy cái mẫu kia, à, tôi là diễn giả thì tôi phải bắt chước ông diễn giả này, diễn giả kia tôi phải bắt chước này kia, trong khi đó gọi là đó là cái nguồn lực bên ngoài, là cái nguồn tham khảo thôi. Trong khi đó một cái nguồn lực mà cái Thượng Đế là ban cho mình sẵn ở trong con người là cái original, cái quá dị biệt của mình rồi. Và mình sinh ra không giống ai, nhưng mà trong quá trình lớn lên thì mình tìm cách để đánh mất đi cái original đó, để đi tìm một cái phiên bản tốt nhất của chính mình, thì cái đó là cái hướng nó bị trật đường. Thì cái dị biệt là original. Cái thứ hai là cái unique, là cái sự độc nhất vô nhị, không có ai mà giống ai hết á. Chúng ta cùng đứng trước một cái hoàn cảnh nào đó, một cái cảnh gì đó mà làm cho chúng ta cảm thương, nhưng cái mức độ mà cảm xúc của ví dụ của Tuấn hay mức độ cảm xúc của mình thì nó sẽ khác nhau, nó sẽ biểu cảm khác nhau. Hai anh em sinh đôi trong cùng giờ cùng lúc nhưng mà ra cái tính cách của nó, cái cảm xúc của nó, tất cả mọi thứ đều khác nhau. Cái đó là cái sự dị biệt nên tất cả mọi người đó. Thì cái hướng đó là cái hướng nào đòi hỏi phải đầu tư thời gian công sức rất là lâu dài mới làm được. Chứ còn bây giờ lên mình chém gió nói này nói kia rồi xong cái bài trước bài sau cái là bán hàng bán đồ, thì cái việc đó là việc rất làm rất là nhiều. Và mình nói thẳng luôn, mình thấy rất là bây giờ rất là nhiều cái khóa học người ta mở ra kêu xây dựng nhân hiệu, mà thật ra vô là chỉ cho người ta cái cách tự tin trước ống kính, giọng nói làm sao, rồi cách quay dựng video. Cái đó không phải là xây dựng nhân hiệu, cái đó là những kỹ thuật để mà giúp cho livestream, để bán hàng này nọ kia thôi. Và nếu bây giờ người ta hay nói là KOL, KOC, nếu chúng ta không có một cái định vị rõ ràng để mà xây dựng nhân hiệu theo cái hướng bền vững dị biệt thì cái KOL nó vô nghĩa, nó chỉ là một cái từ trống rỗng, rằng chúng ta cứ đi livestream chỗ này chỗ kia, bán cái cốc nước, bán cái bất động sản, bán gì này kia, nhưng mà cuối cùng người ta không biết mình là ai hết. Dạ. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Thì nghe anh chia sẻ thì mình thấy rằng á, là làm một cá nhân thì chúng ta phải làm sao có được cái nhân hiệu mà show được cái giá trị của mình từ khi mà mình có mặt trên cuộc đời này. Mình là ai, mình mang lại giá trị gì và mình là một nguyên bản thế nào. Tuy nhiên á, có một cái điều là chúng ta phải có thể là tranh luận với nhau một tí. Đó là trong cuộc sống á, phần đông là nhiều người người ta muốn nhanh. Tôi học cái khóa học về gì nhân hiệu, về video, tôi muốn phải làm nhanh để tôi kiếm tiền. Và thứ hai nữa, người ta không đủ kiên nhẫn để mà người ta chờ đợi, để người ta trở thành một nguyên bản của chính mình. Mà người ta thích copy, thích là phiên bản để tôi nhanh hơn, tôi kiếm tiền. Thêm nữa là đôi khi một số người á, người ta cũng chưa có đủ cái độ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để có thể đón nhận được, để đi đến cái đường lâu dài, để trở thành một nguyên bản của chính mình. Mà người ta cũng không hiểu hết được. Người ta thấy lâu quá, khó thành công quá, tôi là nguyên bản chứ tôi mệt quá, và tôi không đủ tiền, không đủ công sức. Thôi, có gì nhanh nhanh là tôi còn học, làm, kiếm tiền. Thì với góc nhìn là một cái con người theo đuổi cái con đường lâu dài, nguyên bản, thì anh với những người này thì anh nên phân tích thế nào, chia sẻ thế nào để mà chúng ta có thể là có những cái người mà nó cùng một cái hệ giá trị mà cùng có thể chọn con đường lâu dài. Dạ, xin mời anh chia sẻ. Thứ nhất thì giống như hồi nãy mình nói là trong cái marketing theo cái quan điểm của mình thì nó có hai cái trường phái kiểu vậy. Một cái đá cái là mình đi từ cái góc gác của mình ra thì nó phải lâu hơn, con đường nó phải dài hơn chút xíu. Thì đúng, mà trong một xã hội mà nó đang tốc độ quay chóng như thế này thì đa phần nó ít người lắm, khoảng chừng 20% thì gọi là chậm chậm kêu kiểu vậy thôi. Chứ còn thật ra là bây giờ đặc biệt là các bạn trẻ ra trong một xã hội nó quay kiểu như thế này thôi, mà nếu mà mình ngồi mà mình khám phá con người rồi nội tâm này nội kia thì nó cực kỳ lâu. Tuy nhiên là có một điều mà mình thấy như thế này: nếu mà bạn nôn được mà bạn kiếm tiền được thì bạn rất nên nôn. Nếu mà bạn nôn mà bạn cảm thấy là ví dụ trong bất động sản này, mình nôn bán được hàng mà mình cảm thấy mà mình đó là cái hướng lựa chọn của mình, mà nó đem lại cái thu nhập tốt cho mình, nó làm cho cái cuộc sống của mình thoải mái hơn, vậy thì chứng tỏ con đường đó nó hợp với bạn thì bạn cứ đi thôi. Chứ mình không nói là cái đường nôn là nó bị sai. Đối với một số người thì cái việc mà nôn hay là chạy nhanh thì cái việc nó hợp với người ta thôi. Tuy nhiên thì mình thấy tại sao bây giờ mình đặt vấn đề tại sao bây giờ là tại người ta lại thích nghe thầy, thích minh niệm, hay là thích nghe nhiều người hơn, hoặc là tự nhiên cái đột biến lại tham gia những cái khóa học và chữa lành nhiều hơn. Và đa phần những người đó là những con người cảm thấy mình đã quá nhanh giữa cuộc đời này, cảm thấy mình đã quá nhanh rồi và cần phải có một cái gì đó để chậm lại, để tìm lại chính cái bản thân của mình. Tại sao bây giờ những cái khóa chữa lành nó ăn tiền? Là bởi vì sao? Bởi vì nó xã hội nó khuyến khích người ta chạy theo một cái thứ gì mà là nhanh, chạy riết rồi mệt và thấy mình không đạt được. Rồi cuối cùng mình có kiếm được tiền, mình có giàu có này nọ kia, nhưng cuối cùng mình thấy ủa rồi mình là ai? Rồi cái original của mình đâu? Cái gì mà dị biệt giữa cuộc đời? Thế là cuối cùng người ta mới ồ bây giờ phải, cái người ta thấy bị tổn thương,
rồi người ta phải mới tìm chữa lành, cho nên mấy cái khóa mấy ông chữa lành thế này thế kia, từ cái chữa lành đúng từ lành sai, nó bây giờ nó mọc đủ cái khóa chữa lành, và thậm chí những khóa chữa lành bây giờ nó còn nhiều hơn những khóa làm giàu, nhiều hơn những khóa học làm giàu nhanh. Và những cái người mà học làm giàu nhanh thì là đôi khi đó là cái đối tượng của những cái khóa chữa lành nhanh, khóa chữa lành bây giờ. Thì đó là cái quan điểm của mình thôi, thì mình thấy cái điều đó thì mình rất là tôn trọng những ai mà vì con người cần trải nghiệm. Chứ có đôi khi mà ba má mà nói đúng thì chưa chắc nó nghe, nhưng mà thôi là cứ sống hay sống nhanh rồi để biết cái giá trị của sống chậm như thế nào. Còn mình cũng là con người theo cái kiểu, nghĩa là mình cũng không phải là cái người nhanh, nhưng mà đôi khi mình cảm giác mình cũng nói thiệt là mình cũng chậm quá, mình cũng chậm quá, thành ra còn mình cứ lai rai và có những cái cần nhanh thì mình không nhanh. Cho nên cái điều quan trọng không phải là nhanh hay chậm một cách chung chung, nhưng có những cái thì mình phải rất là tốc độ, còn có những cái thì mình phải dừng lại để chiêm nghiệm. Đó là cái quan điểm của mình. Ok, cảm ơn anh. Vậy thì đâu là những cái người mà có thể phù hợp với anh để mà cùng ngồi với anh, cùng lắng nghe anh chia sẻ về cái hướng, cái con đường mà marketing anh đang đi, thì đâu là những người phù hợp? Có thể là họ làm bất động sản hoặc họ làm những ngành nghề khác, thì đâu là những người phù hợp với anh? Rồi ok, thì nhưng mà nói cái hướng của mình đi, cái mình hay nói là về cái chủ nghĩa gọi là đường dài, thì theo cái hướng nghĩa là những anh em nào, và thật ra mình biết anh em ai cũng muốn khám phá cái bản thân mình hết, có điều là cũng đã bao nhiêu lần cố gắng khám phá bản thân mình mà nó chưa có cái cách nào nó phù hợp để nó tìm ra. Thì đợt vừa rồi thì mình cố gắng chính cái kênh của mình xây lên, thì từ cái việc mà mình bắt đầu làm kênh khoảng chừng cách đây chưa được nửa năm, thì trong cái quá trình làm kênh xây dựng nhân hiệu thì mình có một cái kinh nghiệm nó như thế này, tức là mình có một số cái công thức rút ra từ cái kinh nghiệm của cá nhân của mình, có thể giúp cho những cái người mà cảm thấy trước giờ mà cái việc mà tôi khám phá tôi là ai hay tôi làm cái gì nó khó khăn, rồi cái việc mà tôi tìm cái đối tượng cho kênh của tôi, đối tượng khách hàng của tôi như thế nào nó rất là khó, rồi những cái chủ đề, những cái content tôi phải nói như thế nào trong quá trình xây kênh, rồi bản thân của tôi phải đổi mới những cái gì để có thể là nhất quán, để đưa cái nhân hiệu, cái nhân của mình thành cái hiệu. Thì nếu mà anh em nào mà cảm thấy mà muốn xây dựng cái nhân hiệu lâu dài, và tất nhiên không phải lâu dài là cứ xây hết năm này năm khác rồi đợi tới lúc mà tôi nổi tiếng rồi tôi mới bán hàng, không, mình có thể lồng ghép cả bán hàng, nhưng mà theo cái hướng là mỗi cái phiên bán hàng đi, mình lộ ra được, mình lồng ra được cái nét dị biệt của mình trong đó, để gọi là nhiều người bán cùng món hàng đó, nhưng tôi là cái người qua cái món hàng đó cho người ta thấy rõ cái cá tính của tôi. Ví dụ tôi đi quay một căn nhà, nhưng mà bây giờ nếu anh em đi học video marketing mấy chỗ khác thì review nhà chỉ đứng là cùng lắm nói được hay như nhà to, nhà nhỏ, nhà ít, nhà đồ kia thôi. Nhưng nếu mà anh em hiểu được cái định vị của mình thì có thể lồng được ngay cả cái sở thích này, cái niềm yêu mến, cái đam mê, cái lý tưởng sống, cái mục đích sống của mình vô trong một cái cảnh quay nhà, để cuối cùng sao đó là những cái điểm chạm. Thật ra trừ khi cái ngôi nhà nó quá đẹp, sản phẩm bất động sản nó quá đẹp thì nó dễ chạm tới người ta, còn bình thường thì ít có cái sản phẩm nào mà nó đẹp tuyệt vời. Thì chính cái người review đó phải lộ rõ ra những nét dị biệt, cá tính của mình để làm, để điểm chạm với những cái người xem, để thu hút người ta đến với cái sản phẩm của mình. Điều đó thì tức là anh em không phải đến với mình học một năm rồi mới đi ra bán hàng. Có thể ngày hôm nay học vừa bán hàng, nhưng cái cách review bán hàng nó sẽ lồng cái cá tính của mình vô. Đó là cái điều mà mình thấy, đó là cái nét khác biệt mà mình có thể giúp được cho những anh em mà muốn xây dựng cái kênh theo cái hướng dị biệt như vậy. Chứ còn mình thấy nhiều cái chỗ khác, anh em để sẽ nhận ra nè, nhiều chỗ khác thì mày mạnh dạn mày đứng lên mày review, mày nói rồi thế này thế kia vân vân, nhưng người ta không nói rõ cho bạn là bạn phải đưa cái cá tính của mình đó vô. Và cái đó là cái điều mà mình đang, một cái biệt đội marketing, video marketing ở tại ATA mà đang hướng dẫn cho anh em là làm phải theo cái hướng đó. Đó là cái... Cảm ơn anh. Nghe anh chia sẻ thì mình cảm giác rằng là khi mà đi qua cái con đường làm video marketing mà Tuấn Anh chia sẻ, thì những cái người review này họ không phải là người review nữa, mà họ giống như một người nghệ sĩ trên cái kênh video, kênh TikTok của họ. Họ giống như một cái vũ công mà họ có thể hòa nhập, là có thể rất đời khi tới ngôi nhà, có thể họ rất là chạm, rất là cảm xúc với ngôi nhà bằng mọi thứ nó tự nhiên nhất, để có thể rằng thể hiện cái cá tính của mình, cái cá nhân của mình thông qua những cái video. Đó là cái điều mà mình cảm. Vậy thì mình muốn hỏi một cái câu, đó là hồi nãy anh có nói là cái việc mà anh chuyển từ viết lách sang làm video là nó hơi chậm, và anh cũng ngại cái việc là show hình ảnh của mình và quay đi video. Thì vậy thì trong những tháng qua anh làm kênh TikTok, thì đâu là những cái bài học, những cái gì anh rút ra được cho chính cá nhân mình, mà với những cái người nào đó người ta cũng còn ngại lên video, thì người ta nghe xong á thì người ta
Tuấn Anh ảnh cũng đã vượt qua được, ảnh làm được, thì tôi cũng có cái gì đó có thể tham gia được cái câu chuyện của video marketing mà anh chia sẻ. Thật ra thì mình cũng như nói hồi nãy là mình cũng đã thấy cái gọi là cái tác dụng ghê gớm của cái video trong cái việc marketing. Nhưng mà bởi vì sao, nó cái nỗi sợ rất là lớn, mình có một cái nỗi sợ rất là lớn là cái nỗi sợ mà ngồi trước ống kính. Ngồi trước ống kính, mặc dù là mình cũng trước khi mình ngồi trước ống kính thì mình đã giúp cho anh em là cái cách mà làm quen với ống kính, mình có thể đứng trước một cái lớp, một cái đám đông, thậm chí một cái hội trường để chia sẻ được. Nhưng mà bây giờ cứ đứng trước ống kính là tự nhiên cảm thấy ngại, như ví dụ ngày hôm nay đi, cũng lâu lắm rồi mình mới ngồi trong một cái không gian mà nó mang tính cách mà nó studio như kiểu thế này, cực kỳ ngại luôn. Và khi mà mình làm cái kênh TikTok của mình từ cái tháng 9 năm 2023 vừa rồi á, không xin lỗi, tháng 11 2023 vừa rồi, thì lúc đầu mình cũng rất là ngại và mình không dám ngồi đối diện với cái ống kính của mình, mà mình ngồi góc nghiêng 45 độ vậy nè, giống như mình đang nói với ai đó để mình né đi cái ống kính đó của mình. Và mình thấy rằng cái gương mặt của mình không phải là cái gương mặt mà nó hút, nó ăn hình đó. Thì mình cũng biết rằng, tức là nhiều người cũng ngại là nghĩ rằng cái gương mặt của mình lên rồi người ta soi cái này cái kia, ví dụ như là Tuấn đẹp trai thì lên thì cảm thấy là tự tin, nó thoải mái nhẹ nhàng đó. Mình cũng muốn khoe cái sự đẹp trai của mình ra nữa, nhưng mà mình biết có nhiều người cũng đẹp trai như Tuấn hoặc là hơn Tuấn, nhưng mà người ta không dám lên bởi vì trong lòng của người ta còn nhiều cái gì đó mà người ta cảm giác là khi mình ngồi trước ống kính là giống như mình phải xô ra cả con người của mình, đôi khi sợ mình không làm chủ được cái này cái kia, cái người ta bắt mình ta nói thằng này nó diễn nó giả hay này kia. Thì những cái video đầu tiên mà mình làm trong cái kênh TikTok riêng của mình cho cái cộng đồng riêng của mình thì mình cũng cảm giác là cực kỳ ngại, nhưng sau đó thì mình nói thôi, bây giờ cái quan trọng nhất là cái gì nó cũng có cái cốt lõi hết. Quan trọng là mình tìm được cái cốt lõi trong cái gọi là cái sự đồng điệu về cái chủ đề, những cái gì mà mình biết được và những cái gì mà cái cộng đồng của mình đang cần mà mình chia sẻ được người ta, thì lúc đó chạm đến trái tim của người ta rồi thì cái mẹ mặt mũi thì rồi cái hay là cái sự ăn mặc hay là tất cả những cái gì bên ngoài nó cũng là chỉ là một cái phần nào đó thôi. Thì ví dụ như trong cái việc mà xây dựng nhãn hiệu thì nó có tính cách, nó có kiến thức, nó có ngoại hình, nó có cái thứ thôi. Thì nếu bạn chỉ nghĩ rằng ngoại hình là tất cả để rồi không dám xuất hiện tới thì nó cũng là một cái vấn đề làm cho ngăn cản bạn. Thì bạn hãy nghĩ là đến những cái giá trị mà mình có. Thứ hai nữa, một cái điều quan trọng đó là cái việc xây kênh á, nếu mà mình nói điều này các bạn sẽ mạnh dạn hơn để xây kênh, để xây nhân hiệu. Đó là người ta cứ nghĩ là tôi cuộc sống của tôi nó phải ổn xíu, nó phải ngon lành chút xíu rồi tôi mới bắt đầu xuất hiện trên kênh. Tôi ít ra tôi cũng có một cái thành công nào đó nhất định rồi á, tôi làm được điều này điều kia thì lúc đó mới mạnh dạn, mới tự tin. Chứ còn bây giờ tôi đang là một người thất bại, tôi bán hàng không được bất động sản, đúng không, tôi bán không được sản phẩm này, tôi cảm thấy thì cái đó là cái sự thiếu tự tin. Mày lên mày nói đạo lý hả, đúng không, nó đã đạo lý mày làm đó, sao cuộc sống mày chứng minh đi. Thì người ta phần lớn là bị lo chỗ đó, nhưng mình có một cách để giúp cho các bạn mạnh dạn lên, đó là mình luôn luôn nói với các học viên của mình trong các cái lớp content hay là các bạn trong biệt đội video marketing tại ATA, đó là cái gì? Cái quá trình xây kênh là quá trình sửa con người. Và cái nét đẹp nhất của cái người xây kênh, cái nét đẹp nhất của nhân hiệu đó là cái những giọt mồ hôi, những cái nỗ lực vất vả của mình. Mình sẵn sàng nói rằng khi mình giúp cho người khác xây kênh thì mình nói một điều, tôi không phải là chuyên gia TikTok, tôi không phải là chuyên gia YouTube, tôi không phải là chuyên gia marketing, nhưng tôi là một cái con người đang nỗ lực để xây kênh, nỗ lực để đem những cái giá trị của tôi ra ngoài mà bấy lâu nay tôi chưa có làm. Thì bây giờ tôi cũng đang làm như vậy, và nếu bạn cùng đồng hành với tôi thì cùng đi với tôi không có ngại show rằng tôi chưa biết cái điều này về marketing, tôi chưa biết cái này về bán hàng, và thật sự tôi chưa phải là cái người có một những cái clip mà triệu view, tôi cũng chưa phải là một cái KOC hay là KOL gì nổi tiếng, nhưng điều đó không ngăn cản cái việc mà tôi đưa những nỗ lực xây kênh hàng ngày của tôi. Mỗi ngày tôi thấy tôi tính tôi còn xấu cái này, kiến thức tôi còn lỗ chỗ cái này cái kia, tôi không ngại để show điều đó ra và nói với cả thế giới biết rằng, tức là hãy giúp tôi, hãy cùng đồng hành với tôi, ai cùng cái con đường mà gọi là tiến lên với tôi thì cùng đi với tôi. Thì những bạn bây giờ ngại thì đừng ngại gì hết, mình hãy bắt đầu việc xây dựng nhân hiệu từ cái xuất phát điểm nhất của mình ngay thời điểm bây giờ, và hãy nói cho cả thế giới hoặc là cho cả cái cộng đồng, cho cái cộng đồng mà mình hướng tới biết rằng tôi đang nỗ lực để mà xây dựng cái kênh của tôi và hoàn thiện cái nhân hiệu, nhân cách của tôi. Đó là cái hướng. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Thêm nữa đó là bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện của cái người làm môi giới đi. Vậy thì làm người mà làm môi giới thì bây giờ đi mở ra là thấy review. Thế thì
làm thế nào để trở thành một cái người review nó có cái sự khác biệt một tí, nó có sự đường dài một tí và nhân hiệu ngày càng lên một tí nữa. Mỗi cái video mà cái người ấy quay thì sẽ được khách hàng, được nhà đầu tư, họ là người xem, người ta nói à, cái người này đang level up, đang tăng cái năng lực của mình lên. Thì anh sẽ chia sẻ. Thì bây giờ thôi, gần nhất là trong bất động sản thì mình chỉ chia sẻ những cái điều mà mình đang gọi là giúp cho cái biệt đội video marketing tại ATA. Thì hiện tại cũng có mười mấy hai chục anh em. Thì đúng là kể cả các bạn trong cái biệt đội mà video marketing tại ATA thì cũng cái giai đoạn đầu là cũng mắc cái sai lầm tương tự như các bạn khác. Thật ra cũng không phải sai lầm, nhưng đó là một cái trải nghiệm ban đầu, đó là chúng ta chỉ hiểu là đưa một cái nhà lên, chúng ta là người trung gian, người review đưa cái nhà đến với khách hàng, cho nên người ta cố tìm những cái điểm chạm trong ngôi nhà để mà bắt cái nhịp cầu đối với khách hàng. Nhưng cái đó thì có nghĩa là mình là một cái giống như mình môi giới ngay cả cái clip của mình đối với người ta, chứ mình không phải là một cái content trong cái clip của mình. Lúc đó cái nhà nó là content, mình cứ nghĩ nhà là content, nhưng mình không nghĩ mình là một cái content cực kỳ quan trọng ở trong đó. Và nếu cái nhà giống như hồi nãy mình nói, nó có cái điểm một là đẹp, hai là độc, ba là lạ, thì mình khai thác của nó thì nó là những cái điểm để kết nối với khách hàng. Nhưng cái đó chưa phải là tất cả cái content đỉnh cao trong bất kỳ khi mà làm một review một sản phẩm nào đó, chính là bạn, chính là cái người review. Người review là một cái content cực kỳ quan trọng. Thì cái người review đó phải làm gì? Tức là không chỉ là tìm những cái điểm chạm của sản phẩm đến với khách hàng, mà còn làm sao để nơi bản thân của mình qua cái sản phẩm đó nó có được một cái nhịp cầu, một cái điểm chạm nào đó. Có thể đó là điểm chạm về sở thích, đó là có thể là điểm chạm về đam mê, về cái lý tưởng giống như lúc nãy mình có nói. Như thế thì trước khi review một sản phẩm nào đó, đặc biệt là bất động sản, cực kỳ khó. Thì mình phải làm sao để trong cái ngôi nhà đó, bây giờ nó cụ thể đi, khi bước chân vô ngôi nhà, thay vì nói à, đây là cái góc phòng khách, đây là cái góc phòng ngủ, đây là toilet, đây là sân thượng, sân phơi, vân vân, thì nó chỉ là đưa những cái đặc điểm của ngôi nhà làm content cho người xem thôi. Còn bây giờ cái góc đó nó nói gì về cái sở thích của tôi? Tôi vô đó, tôi thấy cái góc này nó, tôi thích những cái góc như thế này, xin phép anh chị là em thấy cái góc này nó hợp với em, nó có cái những cái lọ hoa, em rất là người thích chơi những cái sưu tầm những cái lọ hoa như thế này. Thì khi mà bước vô một không gian mà mình thấy có nhiều cái điểm mà mình thích mà mình show ra với người ta, thì biết đâu người ta cũng là cái người mà cũng thích, có cái sở thích cùng giống như mình, thích cái lọ hoa đó, thích cái không gian đó, thích cái màu sơn, thích cái bức tranh đó. Thì đó chính là cái cách mà mình lồng ghép được cái dị biệt của mình, tức là cái cá tính, cái sở thích của mình vào trong cái sản phẩm của mình. Thì đó mới là cái nét khác biệt mà mình, xin lỗi, mình ít thấy cái bạn nào mà review, đặc biệt là bất động sản, mà chèn vô được cái đó. Cùng lắm mở đầu hay là đọc thơ, đọc văn, rồi hát, rồi làm những trò giải trí này kia, đó cũng là một cái giá trị, đó cũng là một cái giá trị. Nhưng mà trong một cái gọi là cái thời điểm mà tất cả các môi giới đều cố gắng để mà biến thành mình diễn một cái gì đó cho nó hài, để cho thu hút được khách hàng, thì đâu phải ai cũng hài được. Bạn không cần hài, có thể bạn vô bạn nhìn thấy một cái bức tranh, bạn bật, bạn chảy nước mắt ra bởi vì nó gợi cho bạn một cái kỷ niệm nào đó. Thì nếu bạn làm được cái đó thì bạn chạm ngay tới cái khách hàng, và đó là cái qua cái nhà đó mình xây dựng được cái gọi là khẳng định được một cái nét về cái cá tính và cái năng hiệu của mình. Thì đó là cái điểm chạm mà mình đang giúp cho cái đội của mình tại ATA là. Cảm ơn anh. Một ý mà mình muốn hỏi anh đó là nãy giờ anh chia sẻ thì mình đồng ý. Tuy nhiên á, không biết là những người mua bất động sản, những nhà đầu tư, người ta có nghĩ giống như điều anh chia sẻ không? Tại vì đâu đó có một số người mình hay nghe đó là tôi chỉ quan tâm tới giá thôi, vị trí thôi, đúng, lời nhiêu, đúng, tôi cũng chả quan tâm tới ông môi giới, ông là ai, rồi điểm chạm thế này thế kia, rồi ông có gắn kết được cá nhân không. Thì anh có những cái khảo sát nào, hoặc là cái bằng chứng một cái người môi giới nào mà họ đã làm với những cái điều anh chia sẻ, thì cuối cùng nó đạt được cái kết quả mà có thể nó khác so với số đông người kia mà anh có thể là chia sẻ. Rồi, thứ nhất là bởi vì cái đối tượng khách hàng mà mua bất động sản thì nó rất là đa dạng. Người thì đầu tư thì thích khu vực này khu vực kia, nhiều cái tiêu chí khác nhau. Người thì an cư, mà an cư thì thích khu vực này, tức là bá tánh, mà cả cái tính thì bá tánh cũng là bá tánh luôn, là 100 người là 100 cái tính cách khác nhau. Thì quan trọng nhất á, là cái người mà review làm bất động sản, làm clip video marketing bất động sản muốn nói chuyện với đối tượng nào,
muốn nói chuyện với đối tượng nào thì bạn được lựa chọn cái đối tượng mà. Chứ còn ví dụ khi mà mình lên mà mình vô mình diễn hài hoặc là mình nhìn cái bức tranh hoặc là nhìn cái gì đó, mình lồng cái cá tính của mình vô mà cộng đồng của mình đi phục vụ cho những người mày nói giá mẹ nó cho nhanh đi, đúng không, vị trí nào đây kia lợi nhuận nhiêu tao chỉ cần cái đó thôi. Ủa nếu vậy thì bạn đã xác định là bạn phục vụ cho cái cộng đồng những người mà cần đầu tư nhanh thì bạn không nên làm vậy, đúng không? Thì bạn chỉ cần chỉ cho người ta thấy đây chung quanh đây chỗ này cho thuê nhiêu, chỗ này đất bán nhiêu, ông chủ đợt vừa rồi là bán lại nhiêu, và cái giao dịch ở cái khu vực này sôi động như thế nào, tiềm năng lợi nhuận kia đầu tư sao, không cần phải cá tính đồ gì trong đó hết. Thì đúng, tùy cái đối tượng khách hàng của mình đó. Mà còn nếu mà mình phục vụ cho những cái con người mà bị lừa nhiều, đúng không, bị môi giới lừa nhiều rồi bị nói chung là nó xỏ mũi nhiều, thì cần tìm những cái con người mà sao coi cái clip xong nhìn cái mặt nó cảm thấy nó bình an, cảm thấy nó bình an, thì cái đó là cái lợi thế cạnh tranh của những người môi giới. Vậy thì gặp những đối tượng khách hàng như vậy thì mình show ra được cái sự hiểu biết của mình thì làm cho người ta yên tâm, show ra được những cái sở thích, những cái đam mê của mình thì làm cho người ta có cái điểm chạm mà người ta cảm thấy yên tâm khi đến với một cái người môi giới. Như vậy thì quay trở lại là tùy cái đối tượng khách hàng mà mình nhắm tới là gì. Chứ còn nếu mà bạn mà làm mà cái kênh mà cho những cái người mà review đầu tư bất động sản mà sừng sỏ rồi đó, mà lúc đó mà còn ngồi rề rà cảm xúc cá nhân thì bạn sẽ mất cái đối tượng khách hàng đó, nên tùy đối tượng. Cảm ơn anh. Nghe anh chia sẻ thì tôi thấy rằng là nó có hai hướng. Một hướng là bạn làm từ cái bắt nguồn từ bên trong bạn, bạn có gì biết gì bạn làm ra, và từ từ bạn hấp dẫn những cái người cùng tần số với bạn. Hai là bạn có thể là định vị, định hướng đối tượng trước. Nếu bạn có đa dạng khả năng, tôi có thể là vừa là dành cho những người sừng sỏi, tôi cũng có thể tìm tới những người có điểm chạm tới cách của tôi để tôi định hướng cái kênh, và tôi có thể là có hai ba kênh gì đó, thì từ cái đó nó sẽ hấp dẫn được đúng cái đối tượng và cái mục tiêu của mình hơn. Thì chắc có lẽ là đây cũng là một cái mà chúng ta có thể là làm một chủ đề xây dựng cho cái kênh TikTok hay kênh YouTube để mà chia sẻ cho nhiều anh em môi giới. Chúng ta sẽ để ở một cái tập khác. Quay lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, tóm lại trong cái podcast nãy giờ, thì anh có những cái lời khuyên gì, những cái thông điệp gì mà anh có thể là chia sẻ theo cái chủ đề nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau về cái việc mà làm video marketing, về cái con đường dài và cái con đường là hướng tới cái sự tử tế, cho có thể là cho anh em môi giới hoặc cho những người đang muốn bắt đầu bước vào làm kênh video nhưng mà còn e ngại mà không biết làm thế nào, thì anh có thể những cái gợi mở nào dành cho mọi người ạ. Rồi, ok, cảm ơn. Thì đối với tất cả những cái bạn mà đang thích làm cái video marketing, tất nhiên bây giờ cũng không cần phải nói là video marketing nó quan trọng như thế nào nữa. Tuy nhiên bán cái sản phẩm nào, bán dù là từ cái kem đánh răng với cái cục xà phòng cho tới là cái bất động sản cả hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thì cái điều quan trọng nhất là đến bây giờ thì và cũng bao nhiêu đời nay rồi, người ta mua không phải đôi khi người ta đã ưng ý với sản phẩm rồi, nhưng người ta chọn cái người để người ta mua. Như thế thì đây là cái lúc mà những cái người bán sản phẩm, trừ khi bạn không bán hàng, còn nếu bạn bán hàng thì một cái lời khuyên rất là chân thành là nên bắt đầu xây dựng cái nhân hiệu, nên bắt đầu xây dựng cái nhân hiệu. Và cái việc xây dựng nhân hiệu đó thì nghe là nó bền vững, nghe là nó phải mất một thời gian rất là quá dài, tuy nhiên nếu mà mình biết cách thì nó sẽ biết cách, và bạn quyết tâm quyết liệt thì bạn sẽ làm rất là nhanh. Và giống như là mình có một cái người thầy mình rất là yêu mến và luôn luôn học theo những nguyên lý của thầy đó, thầy Nguyễn Hữu Long trong cái group phát triển doanh nghiệp Việt ấy, thì thầy có nói một nguyên lý mà mình thấy rất là hay, đó là nhiều người thì cứ nghĩ rằng tức là mình phải bán sản phẩm đã rồi có tiền rồi mình biết làm nhân hiệu đó, thì doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp cũng nghĩ vậy, và về cá nhân cũng vậy, mình cứ nghĩ là ô thôi bây giờ mình cứ đi review bán được hàng rồi này kia, rồi mai mốt có thời gian sau rồi bắt đầu mới thuê chuyên gia rồi mới tìm người quay dựng thế này kia, rồi nghĩ làm nhân hiệu là theo cái hướng như vậy. Nhưng bây giờ trong cái thời đại này, nếu muốn bán được nhiều hàng hơn, đặc biệt là những cái sản phẩm có giá trị cao, thì mình phải ngay từ lúc này phải lập tức để mà làm cho cái nhân hiệu mình nó nổi lên, và mình càng có nhân hiệu thì mình càng được bán được rất nhiều hàng, bởi vì mình có cơ hội để qua tất cả các mạng xã hội thì mình chạm được đến với những cái đối tượng của mình qua các cái sản phẩm của mình. Và tại ATA thì và thật sự mình nói thiệt luôn, không phải là cảm giác mà nó khoe khoang hay tự hào gì, nhưng mà mình cứ cảm nhận một điều là các bạn ở ATA bây giờ đang cực kỳ may mắn, bởi vì cái hướng mình đi cũng không ở thậm chí là không có nhiều người đi theo cái hướng đó đâu, nhưng
ở đây các bạn được học từng ly từng tí về cái cách để mình xây dựng thương hiệu và lồng ghép vô cái việc mà review bất động sản. Cho nên là mình cũng mời gọi là mình sẵn sàng trong thời gian tới là mình sẽ chia sẻ với tất cả những ai mà thực sự thành tâm thiện chí mà cùng cái hệ là muốn dùng video marketing, muốn xây kênh để sửa cái con người của mình, để làm lộ những cái giá trị bên trong, để phục vụ nhiều người hơn. Và đặc biệt các bạn thích làm bất động sản thì mình càng trong cái môi trường ATA thì mình càng dễ giúp nữa. Thì các bạn cứ mạnh dạn mà đến thôi, thì mình cứ chia sẻ hoàn toàn free hết tất cả mọi thứ. Và sắp tới thì mình cũng mong là mình với anh Tuấn có thể phối hợp với nhau cùng với một số bạn đã làm kênh thành công tại ATA, ví dụ như là bạn Nguyễn Hoàng Thế Viên đã làm cái kênh Nhịp Sống Nhà Đất nè, rồi tất cả những cái bạn như là Trang Nhà Đẹp đúng không, như là Quỳnh Mỹ Nhon, là giống như là Tỷ Anh Bất Động Sản vân vân, là những cái kênh bạn là bây giờ hiện tại là đang có rất là nhiều khách, từ Việt Kiều cho tới là khách đến rất là nhiều. Và người ta đến bởi vì một cái giá trị mà người ta thấy là khác ở những khác chỗ khác. Ví dụ như là nói thẳng hồi nãy Tuấn có hỏi một cái câu, một trường hợp thí dụ cụ thể nào đó đây, thì ví dụ như trường hợp của bạn Thế Viên là Nhịp Sống Nhà Đất, thì cái việc bạn chủ trương trên cái kênh của bạn cũng là một cái hướng dị biệt. Các bạn là quay nhà để địa chỉ, người ta thì những cái môi giới khác thì người ta sợ là biết địa chỉ rồi sợ bị luồn khách đồng chú luôn người mua, nhưng cuối cùng thì bạn cho biết cái đó luôn. Và bạn cái việc làm môi giới tại ATA nó cũng theo cái hệ triết lý đó là không có đứng ở giữa để mà giữ giá, nhưng mà cho sẵn sàng kết nối khách làm việc với rất là nhiều với là chủ nhà luôn. Đó là một cái nét dị biệt mà chỉ có ATA mới có và cũng ứng dụng trong cái video marketing cái việc đó. Chứ còn nhiều người Tuấn thấy nó có ai mà dám quay cái địa chỉ nhà lên đâu, rồi cái ai dám mà cho chủ nhà mà gặp trực tiếp khách hàng đâu, rất sợ. Nhưng hầu như những cái giao dịch thành công diễn ra tại ATA là có số nhà cho chủ kết nối với khách hàng vân vân. Thì cái đó là hướng dị biệt mà chúng mình cũng chứng minh được cái điều đó là sống tử tế, sống kiểu vậy thì là một cái nét nổi bật rồi. Ok, cảm ơn anh. Một câu cuối cũng hơi cá nhân, nếu mà tiện trả lời được anh trả lời, còn không thì thôi cũng không sao nha. Anh mới vừa nói một ý đó là anh nói là thích cái nguyên lý của thầy Nguyễn Hữu Lâm, đó là marketing trước, thương hiệu trước rồi bán hàng sau. Và anh cũng nghĩ rằng là bây giờ là thời bây giờ phải có thương hiệu để bán được hàng. Vậy thì với cá nhân anh, anh nghĩ rằng là mình có thể là có làm thương hiệu tốt hơn, mạnh hơn, để sau này anh có thể là dạy cho cái nhiều đối tượng hơn. Tại vì ví dụ cái định hướng của anh đây là cái con đường dài, con đường lớn, tuy nhiên là với những đối tượng nhỏ, đối tượng mới thì đôi khi nó không có chạm được tới. Vậy thì mà đối tượng lớn á, hoặc là những người mà người ta hiểu được những điều của anh á, và người ta có thể theo đường dài, thì người ta lại cần những một cái người có thương hiệu. Giống như sắp tới nè, ngày mai mình đi học cái lớp SEO Nha Trang đi, thì tự nhiên nghe thầy Hoàng Nam Tiến, nhiều người rất là thích đi. Vì thầy đã làm doanh nghiệp rồi, thầy cũng đã nổi tiếng rồi, bữa giờ thầy xuất hiện trên mạng xã hội cũng rất nhiều. Vậy thì anh có nghĩ rằng là trong tương lai 5 tháng, 10 tháng, 1 năm gì đó, thương hiệu anh nó cũng nhiều người biết ở Việt Nam. Và lúc đó anh chọn đối tượng phù hợp giống như cái định hướng của anh, anh chia sẻ, anh móc ruồi anh dạy, thì anh có nghĩ thế nào về điều này ạ? Đúng, cái đó câu đúng mà. Câu đó là cái điều mà mình đang rất là trăn trở và đang khát khao để xây dựng. Lúc trước là sợ, lúc trước sợ là làm thương hiệu cá nhân rồi mình sợ nổi tiếng, nổi đồ. Nhưng mà mình nghĩ giờ mình có làm kiểu gì nó cũng không nổi tiếng được, giống như cái ảo tưởng của mình nghĩ lúc đó. Thì bây giờ cái điều quan trọng nhất là tại sao mình cũng có những cái giá, một số giá trị nào đó mà một số cái đối tượng nào đó người ta có thể thụ hưởng được, mà bây giờ mình không nhoi ra thì làm sao mà có được cái sự cộng hưởng đồng điệu trong cuộc sống được. Thì đó là cái hướng của mình sẽ phải chạm đến. Và đúng, không phải là mình chỉ hiện tại là mình đang lựa chọn một cái đối tượng rất là nhỏ hẹp để mình nhắm đến, nhưng mà sắp tới thì mình sẽ có nhiều cái tệp ngân hàng nữa. Và ngay cả Tuấn bây giờ xây dựng cái thương hiệu cá nhân á, thì nó tức là luôn luôn như thế này. Khi mà ví dụ trong doanh nghiệp mình nói về cái giá trị cốt lõi đây, đúng không, thì không, tức là một doanh nghiệp đâu phải là chỉ có cái giá trị cốt lõi bao nhiêu đó thôi. Nó có rất nhiều giá trị, nhưng nó có giá trị lõi và có nhiều giá trị khác xung quanh. Một con người cũng vậy, nó có giá trị lõi. Thì trong mối quan hệ cá nhân, ví dụ bạn nhậu đi, thì trong một đám bạn nhậu vẫn có bạn nhậu lõi. Đồng ý. Nghĩa là một đường lớn ở trong đó luôn luôn có cái lõi. Đúng rồi. Lõi vô trong. Đó, luôn cái lõi. Thì đầu tiên nhất á, là mình phải xác định cái đối tượng khách hàng mà lõi nhất của mình. Là cái đối tượng khán giả nghe mình á, lõi nhất. Nhưng mà mình không chỉ là để yên cái lõi đó không thôi, nhưng mà càng ngày mình phải mở rộng cái vòng lõi đó ra để tiếp cận đến nhiều người hơn. Chứ còn bây giờ nếu mà mình chỉ có nhắm trong cộng đoàn nhỏ thì 10 năm sau mình cũng chỉ là với cái ao nhỏ của mình thôi, chứ mình không thể tiếp cận được những cái cộng đoàn lớn đó. Kiểu như vậy thì mình rất là sẵn sàng, và bây giờ mình cũng rất là đủ sẵn sàng và rất cũng đã có cái lộ trình để mà gọi là nhoi lên nhiều hơn, để mà được tiếp cận với nhiều người hơn. Thì nó
trao được giá trị như vậy. Rồi, rất là cảm ơn anh Tuấn Anh. Thì cũng cầu chúc cho anh là những cái định hướng, những cái suy nghĩ, những cái trăn trở của anh nó sẽ sớm thành hiện thực hơn. Vì bản thân Tuấn thì cũng đã đồng hành với Tuấn Anh cũng mười mấy năm, từ cuối 2011, và mình luôn thấy rằng là anh đủ khả năng rất nhiều so với một số người ngoài kia để có thể lan tỏa được cái những cái giá trị lỗi của anh đến với nhiều người. Chỉ hơi tiếc là cái hành trình mà chúng ta đi nó hơi chậm, và lẽ ra là chúng ta phải làm những điều này sớm hơn. Cũng có thể là nói vui là 2016 anh em mình làm video, mình làm gì mãi tới giờ thì chắc anh cũng có nhiều người biết, và lúc này thì kênh ngay lúc này cũng sẽ vài triệu người xem chứ không phải là có mấy chục người xem. Tuy nhiên không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta có thể làm với nhau, và cũng mong rằng sẽ ngày càng chúng ta có thể nhiều người biết để cùng đón nhận được cái hệ giá trị của mình. Và cảm ơn anh đã có mặt trong cái tập podcast này, và hẹn anh ở những cái tập tiếp theo để chúng ta nói chuyên sâu hơn về làm TikTok, làm YouTube như thế nào. Rất là cảm ơn anh Tuấn Anh. Rồi, cảm ơn Tuấn, cái cuộc trò chuyện rất là thú vị. Rồi cũng anh em nào mà coi được cái buổi hôm nay thì nói chung là cũng thông cảm cho anh cái, tại vì mình ít khi mà mình được ngồi trong một cái không gian rất là sang trọng như thế này đó, mình cũng không quen, cứ thích ngồi hè phố rồi này kia để mình chia sẻ thôi, cho nên là có thể là có những cái vấn đề là mình cũng chưa có diễn đạt được hết cái ý của mình, nhưng mà thôi thì cứ nhẹ nhẹ như vậy thôi. Hy vọng là kiếm cái cớ để có những dịp sau mình có thể là trao đổi rõ hơn về cái việc mà hành trình xây kênh rồi xây nhân hiệu như thế nào. Rồi cảm ơn anh Tuấn nhiều. Dạ, cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại ạ.